Chào các bạn, hôm nay mình lại có mặt trong sự kiện Femine đây tại phân khu San Hô dành cho các quý cư dân. Trước hình ảnh của các bạn đây là dãy các cái dãy San Hô từ cuối kìa là 22 đấy, thế còn vào dịch lên đây, cứ lên đây trên này thì là số thứ tự nó sẽ nhỏ lại. Chúng ta sẽ thấy những câu chuyện của kỳ tích xây dựng cách đây ngày 28 tháng 4 mở bán, và đến bây giờ ngày 30 tháng 4 là lễ kích ập cái công viên Royal Way Park này. Sau đó có 2 tháng chủ đầu tư dành cho các lễ hội cho các cư dân. Nhưng mình muốn chia sẻ với các bạn này những cái kỳ tích, những cái tốc độ thần tốc của chủ đầu tư dành cho quý cư dân. Đây chúng ta nhìn thấy ngày trước đây thì chắc là những cái này mới đang là ở trạng thái xây thô như cái căn kia. Đấy, nhưng đến bây giờ thì chúng ta nhìn này, những cái mái mà màu ghi kiểu văn phòng tổng thống Hàn Quốc ấy, thì là những căn những căn biệt thự liền kề chẳng hạn, và có thể là song lập. Thế còn cái mái mà màu đỏ kia là đấy là đúng là cái dãy San Hô 13, là những căn shop house màu mái ngói đỏ đấy. Đây chúng ta sẽ thấy đây, ở đâu đó chúng ta sẽ thấy rằng là sự thành công của người đàn ông không phải là những chiếc đồng hồ, những chiếc ô tô, đôi khi nó là những căn nhà mái ấm anh dành cho gia đình. Và nhìn đây thì chắc chắn là các bạn xuống thấy là mình có những cái cảm xúc khi mà đi thực sự ở cái mà chỗ cái phân khu kia kìa. Đấy các bạn ấy, khi các bạn ở đấy, còn đây là trong công viên rồi, thì bạn sẽ thấy là nếu như khung cảnh mùa hè ấy, thì bạn đi ra bạn chạy bộ sở hữu cả một cái công viên tiện ích này, thì đó là những giá trị tuyệt vời nhất. Và đây ở phía trước này là thương mại dịch vụ, thì chủ đầu tư cũng đang xây các kiến trúc này, nó chưa lên cái concept thiết kế thì chủ đầu tư cũng chưa chia sẻ. Đấy, nhưng đây các bạn nhìn thấy đây, chắc chắn rằng các bạn chúng ta sẽ có một cái sự khát khao đi về đây để ngắm những cái bức hình và những thời tiết và không khí khí hậu này. Mình nghĩ rằng là về đây mà ngắm những buổi chiều hoàng hôn hoặc những khi mặt trời mọc thì cũng là điều tuyệt vời nhất. Ở đây chủ đầu tư dành có 3 cây cầu, tổng cái diện tích công viên này là 18 hecta, với có những cái công viên theo chủ đề. Thì cái cây cầu nó có 3 cây cầu. Cái cây cầu này thì là cây cầu thiết kế theo cái lượng hình sóng, con sóng. Còn có một cái cây cầu nữa thì thiết kế theo cái ngôn ngữ con sò nhà Ngọc. Đấy, chúng ta sẽ thấy đây là bãi cát trắng được đem từ Nha Trang về. Đấy, các cái đại tiện ích của Ocean Park 1, 2, 3 thì chúng ta cũng sẽ thấy như này, chủ đầu tư làm này. Và đây là cái hồ này, chúng ta đang cái hồ này là hồ Laguna, rộng 9,3 hecta, diện tích là lớn, với diện tích là lớn nhất châu Á. Còn một cái hồ tạo sóng nữa, đây chúng ta có hồ tạo sóng kia, thì là diện tích 5,4 hecta, chia làm 6 cái bể tạo sóng, và sóng đánh cao 3 mét, biển hồ nhân tạo, sóng đánh cao, sóng nhân tạo cả lớn nhất thế giới. Phía trước đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy đây, những cái này chúng ta sẽ kỳ vọng là hôm nay thôi, nó là ngày 11 tháng 12, sau đây thì một thời gian nữa thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đẹp, cái sự thần tốc giống như bây giờ ở đây. Đấy, các bạn sẽ thấy không? Thế mà khi đây là mới bàn giao thôi nhé, còn nếu khi mà các bạn về, các cái gia đình, gia chủ nhân về mà họ thiết kế, họ cũng có cái ánh điện vào nữa, thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị của căn hộ, giá trị của những căn biệt thự của chúng ta đầu tư ở đây nó ra sao. Một điều mình có thể nói với các bạn rằng là ở dự án thì là 12.641 căn, nhưng mà vẫn có cái quan trọng của đầu tư ở mỗi một cái thời điểm thì chúng ta có cách thức đầu tư và cái thời gian. Đến đây đến bây giờ thì nhiều khi các bạn ở các tỉnh xa hoặc là thậm chí là Việt Kiều ấy, thì từ lúc mua và sau đấy thời đấy các bạn, mình nhớ là các bạn đi về nghỉ sau 2 năm Covid, thì các bạn lại quay lại đất nước để làm gì, để lại trở lại với công việc kinh doanh bình thường đấy. Nhưng mà đến bây giờ, đến khi mà có những sự kiện này chuẩn bị nhận nhà thì các bạn sẽ thấy là các bạn qua đây trải nghiệm mới cảm thấy như một sự ngỡ ngàng. Đặc biệt là các bạn có thể là tỉnh từ Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và sâu hơn nữa. Nhưng mà cái thống kê, cái số đầu tư ở đây thì cũng đều là những tỉnh thành gần đây. Thế nhưng mà bên cạnh đó cũng các bạn của bạn Việt Kiều. Thì chủ đầu tư từ đây còn có 2 buổi nữa trong các buổi chủ nhật. Một cái buổi đó là buổi 18 và buổi
cái buổi hôm Noel nữa thì mình cũng sẽ thường xuyên có mặt ở đây để cập nhật cho các bạn. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thể cảm nhận về cái tiện ích sống, những cái giá trị sống được ngày càng chủ đầu tư chăm chút và đem đến cho cư dân. Rõ ràng trong cái buổi mà kích hợp dự án thì chủ đầu tư nói rằng là cái chia sẻ về cái giá thì chủ đầu tư nó không phải là đơn thuần là 1 m². Đấy, và chúng ta có ngàn vạn các tiện ích. Và chúng ta bây giờ mua nhà thì chắc chắn là chúng ta cần một tiện ích, một cái môi trường sống. Hôm nay với một cái không khí, cái thời tiết hết sức là thuận lợi thì các quý cư dân cũng đang có mặt trong chương trình Tiêu Linh trong buổi chiều ngày hôm nay, là có sự góp mặt của rất là nhiều các đại gia đình khác nhau, với rất là nhiều các bạn nhỏ của các đại gia đình khác nhau. Với đến ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay mang một chủ đề sự kiện ngày hội gia đình nhằm mục đích để gắn kết lại giữa con và các ba mẹ với nhau và gắn kết các gia đình lại với nhau trong buổi chiều ngày hôm nay, để chúng ta nhằm tăng thêm tình cảm đoàn kết, nhằm tăng thêm lòng thương yêu giữa ba mẹ và các con với nhau. Và trong đây bây giờ dần sau thì chủ đầu tư cũng đưa đến cái tiện ích và có 3 điều có 3 điều mà tất cả các quý cư dân lưu ý cho em trong đây là công viên phần sau này, 3 điều về MC nha. Nhớ 3 điều này. Thứ nhất là người quản trò, tức là em đang đứng ở đây, tức là người MC, người quản trò luôn luôn đúng. Thứ hai, nếu mà người quản trò sai thì phải bạn sẽ thấy đây dưới cái hồ hồ nước mặn Laguna thì chúng ta có trò chơi như chèo thuyền kayak, đua xe mô tô. Và sau này thì mình nghĩ là chủ đầu tư sẽ đưa ra các cái tiện ích gọi là kinh tế du lịch, giống như một cái phú quốc thứ hai tại đây. Chúng ta cũng sẽ có là làng nghề truyền thống như kiêu kỵ, như bát tràng. Đấy, và các cái tiện ích này dần dần đưa ra mình nhìn nhận là giống như các cái tiện ích của Phú Quốc. Đấy, và kết nối giữa một đại đô thị 1.200 hecta là Ocean Park 1 420, Ocean Park 2 458, Ocean Park 3 là 294 hecta. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đấy, và mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái điều tiện ích và cái tốc độ xây dựng có một số các căn hoàn thiện từ chủ đầu tư có email lại rằng là các bạn sẽ delay lại được khoảng 1-2 tháng, nhưng nó cũng đúng theo các cái điều kiện hợp đồng đã ký kết. Và chúng ta cũng không có một với đây mình cảm nhận trực tiếp trong tại dự án ấy, thì mình thấy tiến độ và các cái chất lượng mà chủ đầu tư đem đến, chất lượng đơn thuần về xây dựng là chất lượng cả về chất lượng cuộc sống, chất lượng hạ tầng, chất lượng mà chủ đầu tư mong muốn đem đến cho cư dân là một cái đô thị sống với những giá trị sống tuyệt vời, về môi trường sống, về lễ hội du lịch, về các cái như là dịch vụ như là trường học, bệnh viện, và đặc biệt là các cái khu phân khu mới đây thì chủ đầu tư cũng sẽ làm các cái trạm sạc luôn ở các cái dãy công viên, hoặc các cái dãy đường trục mà rất là thuận lợi đi. Một cái tiện ích là với VinFast mới đây thôi thì VinFast cũng lập IPO trên thị trường Mỹ và cũng chuẩn bị các bước tiến tiếp theo. Đâu đó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái buổi đầu tiên chủ đầu tư chia sẻ là cái giá trị phân bổ trong từng cái cơ cấu sản phẩm ấy, thì nó có một cái chi phí thương hiệu nữa. Mà nếu như chi phí thương hiệu là VinFast, VinGroup, VinHome ngày càng được quý vị tin yêu hơn, và với nhiều cái sản phẩm mà đem đến giá trị chất lượng sống thực sự, thì mình nghĩ rằng là đây sẽ là những cơ hội. Đặc biệt là chúng mình luôn luôn phải cập nhật những thông tin thị trường, kinh tế, chính trị, xã hội. Thì mình thật sự đánh giá đây là với những hình ảnh thực tiễn và kể cả cái câu chuyện của Trung Ngân Hàng hay những điều gì khác nữa, thì mình đánh giá đây là một cơ hội rất lớn cho nếu như mà chúng ta biết nắm bắt cơ hội, nắm bắt cơ đầu tư. Đấy, thì đây những cái một nền kinh tế du lịch mấy cái tiện ích này. Mình cũng nhìn thấy một số các cái với bên nước ngoài chẳng hạn, và các dịch vụ tiện ích của các khu du lịch nghỉ dưỡng khác, thì mình đánh giá là đây chủ đầu tư đang đem đến cho cư dân những cái giá trị tiện ích hết sức tuyệt vời. Đấy, các bạn đầu tư ở những vị trí này thì sau đây ở đây có 15 tòa cao tầng. Đấy, 24 tòa cao tầng ở đây thì là 15 tòa ở Ocean Park, ở phân khu san hô. Thì chúng ta sẽ thấy đây. Đấy,
Thì trên cơ sở là những tiện ích thực tiễn và những điều mà chủ đầu tư đem đến mà chúng ta cảm nhận thực tiễn, mà chứ không phải là những giá trị. Đương nhiên là chúng ta cũng sẽ thấy là với những trị giá trị thô thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị với những người mình gặp ở đây ấy, thì các bạn đều muốn nói rằng là với trải nghiệm thực tiễn ấy thì các bạn sẽ sớm tìm kiếm những đơn vị thiết kế và về đây trong một thời gian sớm nhất. Đấy. Thế còn thị trường mình cũng biết. Mọi người cũng nhiều khi là mọi người cũng tìm hiểu hơn mình rất là nhiều, nhưng mà chả có gì bằng cái trải nghiệm thực tiễn. Và chúng ta hãy tin rằng với Vin thì luôn đem đến cho các bạn những cái giá trị sống tuyệt vời. Và làm sao mà Vin cũng đã và đang đem đến một cái slogan mãi mãi là gì? Là nơi hạnh phúc ngập tràn. Mình cũng hãnh diện và tự hào là cũng là một cư dân và cũng là một người sale bán hàng cho các cái sản phẩm của Vin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.